Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Hè này nắng gắt cháy ra, yêu ai cũng nóng hay là yêu anh? Dù chăm chỉ thả thính như thế, mà anh ba trà cú vẫn bị từ chối. Anh đành quay trở lại, với những người bạn tâm giao chỉ biết ăn hại, nhưng không biết nói của mình. Hôm nay sẽ là một ngày bình thường trong ngôi nhà không khác Bình Dương là mấy. Đây là thức ăn sẵn dành cho tắc kè. Anh sẽ cho thức ăn ra khay, thêm một số chất dinh dưỡng bổ sung, rồi hòa chúng với nước. Chỉ cần như thế là đủ để tiếp tế cho những khứa háu đói này rồi. Đây là một con tắc kè màu, nổi tiếng với hàng lông mi rất đặc biệt của mình. Để có thể thoải mái bế em nó lên cho ăn như thế này, bạn phải tốn kha khá thời gian để làm thân. Đang ăn ngon lành, nó đột nhiên dừng lại rồi không ngừng liếm láp. Hương vị này đã vừa miệng chưa anh bạn? Đôi mắt to tròn, long lanh như hai hòn bi ve, có lẽ chính là cặp mắt bồ câu con đậu con bay này đấy nhỉ? Nó liên tục dùng lưỡi để lấy thức ăn một cách từ tốn, dễ thương thật sự. Bạn xem, trên lưng nó có những đường gai chạy đặc biệt chưa kia. Đây là loài mà đuôi của chúng sẽ không mọc lại nếu bị gãy lìa, thật đặc biệt phải không? Ngay bên cạnh là một con tắc kè màu khác. Phận là con gái nên cô ấy tỏ ra khá nhút nhát, với đôi mắt long lanh màu ánh tím cực đẹp, phần giống lông mi trên mắt, thật ra không phải là lông mi, mà là màu của họ. Có lẽ đó là lý do họ được gọi là tắc kè màu, mà em dặn là con gái phải điệu đà, nhìn cách ăn từ tốn mới đáng yêu làm sao. Tuy rằng cái tướng nó hơi kỳ, nhưng với đôi mắt long lanh, cùng chiếc lưỡi hồng hào, quả thật đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt trông như ẩn chứa cả vũ trụ ấy nhỉ, trông vô cùng đặc biệt. Trong chuồng tiếp theo là sự có mặt của hai khứa sống nội tâm, bạn nhìn họ đang liên tục ẩn mình là hiểu rồi phải không? Đêm hôm trước, anh ba đã nghe thấy tiếng giọc giạch trong đêm, vì thế, anh biết rằng họ đang hành sự chuyện lớn. Anh hớn hở mò đi quan sát, thì phát hiện ra một con đang đào bới đất cát đầy vụng trộm, chắc hẳn nó đã giấu gì đó ở phía dưới này rồi. Cuối cùng, sau khi đào dã rời, anh cũng tìm ra được, ở một vị trí không ai ngờ tới, là sự xuất hiện của một quả trứng nhỏ. Giấu đến như thế mà còn bị anh phát hiện ra mất rồi, tìm kiếm kỹ hơn, anh tìm ra quả trứng thứ hai. Thật là một thu hoạch bất ngờ, anh chuẩn bị hộp ấp trứng, tạo ra hai hố nhỏ rồi đặt quả trứng vào đó. Để thưởng cho hai bé hướng nội về thành tích này, anh đặt khay thức ăn vào trong, chỉ quay đi một lúc, khi anh trở ra thì còn đúng cái khay. Hẳn là công việc đào bới hôm qua đã mất sức quá rồi, anh di chuyển sang chuồng tiếp theo, nơi ở của tắc kè quỷ. Chúng có ngoại hình như một chiếc lá khô héo úa, và thức ăn của nó ngày hôm nay là những con dế nhỏ. Loài này có đôi mắt đằng đằng sát khí, và nổi tiếng với nụ cười kinh dị, bạn xem đôi mắt kìa, má ơi, nhìn xương xương đã rén ngang rồi. Đây là một trong những loài có khả năng ẩn thân chi thuật đỉnh nhất hệ mặt trời, trông nó bắt mồi với dễ dàng làm sao. Dù cho thi thoảng cũng sẽ có lỗi kỹ thuật và bắt hụt, nhưng bạn cứ xem như không thấy nhé, chẳng mấy khi em nó lại vụng về như thế đâu. Anh yêu ái thả thêm một con khác sau khi em nó bị hụt hai lần liên tiếp, ô kìa, trông buồn cười thật sự. Sau cùng, em nó cũng tóm được miếng mồi ngon cho bản thân, hộp bên cạnh là một loài khác cùng cha khác ông nội với tắc kè quỷ. Bạn xem chúng sở hữu chiếc đuôi đặc biệt chưa kia. Khả năng săn mồi và ánh mắt sắc lạnh rùng rợn, nó tóm gọn con mồi trong chớp mắt. Với một người yêu thích sự độc lạ như anh ba, thì những con đuôi lá này chính là cây xăng, cứ nhìn thấy là anh đã muốn đổ rồi. Có bác nào cùng chung niềm đam mê như anh ba, nhìn là muốn đổ, thì đừng quên thả tim xuống dưới comment cho bún biết với nha. Chứ bún xin là xin từ chối, chứ nuôi em nó rồi suốt ngày bị em nó nhìn với cười thì ối giời ơi luôn mà thôi. Và cuối cùng, chúng ta đến tổ của tắc kè bông, đúng như tên gọi, chúng có vẻ ngoài siêu đẹp và tính cách chảnh không khác gì là hot girl trường. Bạn xem, một khứa đang đu bám trên cây, dù được anh ba liên tục mời gọi, nhưng nó chẳng thèm để mắt tới. Cũng may sống chung với nó còn có mấy bé hướng ngoại, cứ nghe anh gọi là không ngại lao tới, hết con dế này đến con khác được chúng oánh chén không trượt phát nào. Trong khi con lớn nhất phía trên vẫn giữ thái độ chảnh chó như ban đầu, mãi tận đến khi anh dí sát miếng ăn tận mặt nó. Con tắc kè mới miễn cường quay mình đón nhận, đây là loài có vẻ ngoài yếu đuối, nhưng bên trong thì chính là chủng cuối. Chúng khá hung dữ và rất sẵn lòng tấn công bất kỳ loài nào để tự vệ, đương nhiên là cả con người, vì thế đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa nhé. Chính vì sự đối lập này mà anh ba mê chúng đắm đuối, còn yêu ái tặng toàn bộ số dế còn lại nữa kia. Bạn có muốn sở hữu những bé pet cực kỳ thú vị này không? Nếu có thể, bạn muốn sở hữu loài nào nhất? Từ nay hãy gọi anh ba của chúng ta là Pháp Sư, vì ông anh biết mọi thứ trừ yêu, quá buồn vì thấy người ta chim chuột với nhau. Anh nổi máu liều nhiều hơn máu não, đi vào rừng để khám phá sinh vật dưới nước ngay trong đêm, bạn không nghe nhầm đâu. Những vũng nước nhỏ trong rừng luôn ẩn chứa nhiều thứ hay ho, nãy giờ anh đã bắt gặp kha khá những loài cá bé xíu rồi đấy nhé. Bể nước này có rất nhiều lá rụng, nên để quan sát được, anh đành dùng vợt để tóm chúng lên. Bạn xem con cá này có màu ánh vàng thật rực rỡ, đây là con lớn nhất mà anh bắt được cho đến lúc này. Một con cua đang đi săn mồi, vừa nghe tiếng anh thôi nó đã vội vàng bỏ chạy, dưới làn nước trong vắt, khá dễ dàng để quan sát mọi thứ.
có cả một đàn nòng nọc ở đây, chúng trong suốt và có một gương mặt khá là chấn bé đủ, thôi thì không body Samsung em nó nữa. Xung quanh đó là rất nhiều cá, ô, một con cá với màu sắc ánh xanh này các bạn, đỉnh quá đi thôi. Sau đó anh đi đến một hồ nước khá sâu, có một con cá đã lao lên chào anh kìa, nhờ sự nhiệt tình của em nó. Anh quyết định sẽ đặt một bẫy cá ở đây, cho mồi vào một túi nhỏ phía trên cùng, rồi ném nó xuống nước. Bạn đoán xem, chúng ta sẽ có những gì? Sáng hôm sau anh quay trở lại, nước trong thật đấy, cùng kiểm tra nhé. Đầu tiên là một con cua cái khá lớn, cố gắng sinh sôi thêm nhiều con cháu để đủ tô canh nha bé. Và liên tục sau đó là những con cá tuyệt đẹp, dù là cá nước ngọt, nhưng trên cơ thể vẫn có những màu sắc nổi bật và khác biệt. Thu hoạch không tồi, nhưng trong lưới còn khá nhiều mồi, anh quyết định ném xuống một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ có những gì đây? Vẫn là những con cá đó, vô cùng nổi bật và xinh đẹp, bạn có muốn sở hữu những bé cá này không? Hình như đã lâu lắm rồi, chúng ta không gặp lại Hiền Lành và Yang Lake phải không nhỉ? Vừa sáng ra, Hiền Lành đã có một cảm giác rất tuyệt, cô ấy đang vui vẻ đùa giỡn với cây lược trải lông trong tay. Trông nó ú nu, đang ra sức đùa giỡn đáng yêu thật đấy, khi anh chủ giả vờ đưa tay ra xin lại, cô ấy ngay lập tức từ chối. Không bé ơi, chiếc lược này bây giờ đã là của chị đây rồi nhé, trông gương mặt đanh đá ghê chưa kia. Thật là một hình ảnh hiếm có khó tìm, Hiền Lành bật mốt ghê gớm cũng ra gì đấy nhỉ? Ánh mắt cau có trên gương mặt ú nu, tức giận mà cũng dễ cưng được như thế hả trời? Anh chủ đùa nhây, tiếp tục xòe tay mãi mà không chịu thu lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, không hiểu sao Hiền Lành chợt quay xe, lại tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu lấy lòng anh. Ban nãy còn gắt gỏng với người ta mà giờ đã ôm ấp thế kia rồi, anh chủ dùng lực, trải nhẹ nhàng trên lưng cô. Cảm giác phê như con tê tê này khiến Hiền Lành không nhịn được mà kêu lên khe khẽ, Yang Lake thì khỏi phải bàn, chú ta nằm dài tận hưởng sự khoan khoái. Anh chủ chợt nổi hứng muốn trêu em nó, anh lấy ra một chiếc lược massage, Yang Lake hốt hoảng bỏ chạy, nhưng rồi lại bị trí tò mò đánh gục. Ủa, mày đang làm cái quái gì vậy hả Sen? Món đồ này độc lạ quá à? Thế nhưng chỉ một lúc sau, chú ta cũng bắt đầu làm quen với lược mới. Nó cũng phê phê, nhưng cũng kỳ lạ lắm Sen ơi, món đồ này kỳ quá à, sau quá trình được massage thoải mái. Cả hai bắt đầu tỏ vẻ buồn ngủ, đang chơ vơ chuẩn bị lạc vào cơn mơ thì con Sen lại giở trò con bò. Người tàn ác thường sống thảnh thơi là đây phải không? Đến giấc ngủ còn không yên được luôn á trời. Yang Lake nhanh chân bỏ chạy, chỉ còn lại Hiền Lành nằm tận hưởng trong hồi hộp. Dần ra, họ cũng đã quen với chiếc lược này. Ngay cả Yang Lake cũng bắt đầu hưởng thụ, cảm giác này khá là dễ chịu đó. Từ từ, chú ta chìm dần vào giấc ngủ trong tiếng gầm gừ khe khẽ ở cổ họng. Trông cưng hết nấc luôn, ngay cả Hiền Lành cùng hồi hộp chờ đến lượt của mình. Và cứ thế, cả hai nằm sát cạnh nhau, từ từ chìm vào những giấc mơ của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh Chóc những video tiếp theo nhé. Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại.